Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách đuổi thằng lằn không còn một con trong nhà mình ha. Thằng lằn thì nhà bạn nào cũng có, cho nó rất là mất vệ sinh, nó bò đầy nhà. Nguyên liệu thì chúng ta gồm có 100ml nước, 2 muỗng canh ớt bột và 1 muỗng tiêu. Ớt bột với tiêu với nước thì mình đổ vô cái nồi, mình nấu sôi lên, sôi một chút xíu là được rồi các bạn. Cho nó ra cái nước ớt với nước tiêu nó cay các bạn. Rồi mình đem đi xịt chỗ nào có thằng lằn nó lại á, mình thấy nó mình xịt chỗ đó đi là nó không dám bò lại luôn các bạn. Sau khi mình nấu xong nè, cái mình để cho nguội, cái mình đổ vô cái chai nhà các bạn, lúc này chai cồn, xịt cồn không đó. Các bạn rửa sạch rồi bỏ nó vô, nhớ là lượt nha các bạn. Các bạn phải lượt cái vải hoặc miếng giấy gì đó cho nó đừng có rớt cái cặn vô. Rồi cái mình đi xong rồi nè, mình đem đi xịt cái chỗ nào mà thằng lằn hay bu lại á. Trên bạn cơm nhà mình nó ngày nào cũng 3-4 con nó bu lên trên nó ban đêm á. Bây giờ tối mình xịt nó xong nè, không còn một con lại luôn các bạn. Mấy ngày hôm sau cũng không có một con thằng lằn nào dám lại đây hết trơn. Rất là hiệu quả luôn ha. Các bạn thử làm đi. Mình bảo đảm các bạn nhà không còn con thằng lằn nào luôn á. Tuy nó nhỏ nhưng mà mình rất là sợ nó các bạn. Nó bò lên mình một lần mình sợ mình la làng luôn các bạn. Cái cách này rất đơn giản nha, nhưng mà thằng lằn nó rất là sợ luôn. Các bạn thử làm đi. Chỗ nào có thằng lằn thì cứ việc mình xịt vô chỗ đó là bảo đảm không có con nào hết trơn. Vài ngày hôm sau vẫn không thấy luôn. Các bạn thử làm đi ha, rất là đơn giản, chúc các bạn thành công.